Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng tính năng Image Tray trong Illustrator. Để thực hiện tính năng này thì chúng ta cần nhúng ảnh vào trong nút thao tác nhúng ảnh, đó chính là chúng ta sử dụng lệnh Black trong File, phím tắt là Ctrl Shift P. Sau khi click vào Black, chúng ta sẽ thấy xuất hiện một hộp thoại. Hộp thoại này sẽ là nơi chứa đường dẫn đến cái thư mục, đến cái nơi mà các bạn chứa ảnh. Chúng ta có thể tìm đường dẫn đến và chúng ta lựa chọn ảnh. Khi tôi click vào ảnh, chúng ta sẽ thấy bên dưới này xuất hiện dấu tích link. Nếu có dấu tích, nghĩa là ảnh được nhúng. Và khi chúng ta di chuyển file thiết kế đi nơi khác, sang máy tính khác chẳng hạn, thì có thể ảnh sẽ bị mất nếu như các bạn không copy ảnh theo. Còn nếu như chúng ta ngắt bỏ link, nghĩa là bỏ dấu tích link đi, thì ảnh sẽ được đặt hoàn toàn vào trong Inut. Khi đã di chuyển file đi hoặc là chúng ta copy file đi đâu đó, ảnh sẽ vẫn còn nguyên, không ảnh hưởng đến file thiết kế của chúng ta. Cho nên các bạn lưu ý dấu tích link này để tùy từng trường hợp mà chúng ta có thể để lựa chọn hoặc là không lựa chọn. Sau khi chọn ảnh xong, chúng ta sẽ click vào nút Break để đặt ảnh vào trong Inut. Lúc này con trỏ cho chúng ta xuất hiện cái ảnh nhỏ nhỏ như này, hoặc là chúng ta có thể click ra ngoài màn hình. Như vậy ảnh sẽ xuất hiện với kích thước thực tế của nó. Hoặc nếu như chúng ta muốn kích thước của ảnh nhỏ hơn một chút hoặc là điều chỉnh kích thước của ảnh, thì tôi có thể kéo, đặt trỏ chuột và kéo giữ đến một cái kích thước, một vị trí nào đó mà tôi mong muốn như này. Sau khi đặt ảnh vào trong Inut, trên thanh Control, nghĩa là chúng ta phải click chọn ảnh nhé, thì trên thanh Control này sẽ xuất hiện thứ nhất là các cái thông số của ảnh, tên ảnh. Trong file của chúng ta có bao nhiêu ảnh, nó sẽ xuất hiện hết ở đây. Những ảnh mà có cái dấu ở phía góc phải này, nghĩa là những ảnh đã được ngắt link. Còn những ảnh chưa có cái dấu đó thì nghĩa là chưa được ngắt link. Vậy thì chúng ta cần phải lưu ý, nếu như trong trường hợp trước khi chúng ta chuyển file đi đâu đấy, thì các bạn phải nhớ kiểm tra phần này. Và cần thiết thì chúng ta sẽ phải click vào cái Embed ở đây, nút Embed, để ngắt link của ảnh đi. Và lúc này các bạn sẽ thấy ảnh chúng ta đã có cái dấu ngắt link, nghĩa là nó đã được đưa ảnh hoàn toàn vào trong Illustrator. Trên thanh Control này còn xuất hiện thứ nhất là về các cái thông số, độ phân giải, hệ màu của ảnh, cũng như là một số các cái đường link để chúng ta thao tác với ảnh. Cụ thể nếu như trường hợp chúng ta muốn thay đổi ảnh hoặc là kết nối lại sau khi chúng ta đã chỉnh sửa cái ảnh này chẳng hạn, thì các bạn có thể click vào ảnh sau đó vào nút Relink. Nó sẽ xuất hiện lại cái đường dẫn để chúng ta có thể thay đổi ảnh hoặc là lựa chọn ảnh khác tùy ý. Tiếp theo, tính năng Image Tray chính là cái mà tôi muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay. Image Tray của chúng ta, nếu như các bạn lựa chọn ảnh và click mặc định luôn vào cái chế độ này, nghĩa là click luôn vào cái nút Image Tray này, thì nó sẽ rơi vào cái trường hợp đó là ảnh sẽ thực hiện cái chế độ Tray mặc định do phần mềm có sẵn. Tuy nhiên là ở trong phần Image Tray này có rất nhiều các cái tính năng khác nhau cũng như là các cái chế độ khác nhau. Ví dụ như này. Vậy thì để thay đổi cũng như là để so sánh, tiện so sánh các cái tính năng đấy với nhau, tôi sẽ copy cái ảnh này ra làm nhiều cái để chúng ta có thể thấy và so sánh được. Ví dụ như này, đây chính là ảnh gốc. Ảnh thứ hai tôi sẽ để chế độ mặc định. Bên trong này default nghĩa là mặc định. Đó, các bạn sẽ thấy nó chỉ hiện sang cái chế độ đó là một màu đen trắng. Tiếp theo chúng ta sẽ thấy rằng Image Tray có nhiều tính năng cũng như là chế độ màu khác, ví dụ như là màu của ảnh tray chất lượng cao hoặc là màu chất lượng thấp, hoặc là 3 màu, 6 màu, 16 màu, sắc độ xám hoặc là đen trắng, hoặc là các cái chế độ Kitsch Art nghệ thuật chẳng hạn, mang hơi hướng nghệ thuật và một số các cái chế độ khác nữa. Vậy thì vừa rồi chúng ta đã để chế độ default, nghĩa là chế độ mặc định. Tiếp theo chúng ta sẽ thử nghiệm với cái chế độ ảnh tray chất lượng cao, ví dụ như này. Đây các bạn sẽ thấy, tôi zoom to lên, các bạn sẽ thấy ảnh của chúng ta đã được tray rất là tỉ mỉ, nghĩa là các mảng màu, rất nhiều màu nhưng mà rất là chi tiết. Nhìn xa thì chúng ta sẽ thấy nó gần như là ảnh thật. Tuy nhiên chuyển sang cái chế độ view thì các bạn sẽ thấy đây, nó tạo nên bởi rất nhiều các đường path, hoặc là chế độ outline.
Đấy, các bạn sẽ thấy nó không có màu và chỉ có nét các chế độ view của ảnh đã được chây. Ví dụ như này, đây là ảnh nguyên gốc, còn đây là ảnh đã được chây. Tiếp theo tôi sẽ để một chế độ thấp để chúng ta thử nghiệm. Đó. Lúc này các bạn thấy ảnh đây, nhìn gần giống với cái ảnh chay vừa rồi, ảnh bên trái. Thì tuy nhiên là các mảng màu ít hơn, các mảng màu ít hơn và cảm giác nó ít tỉ mỉ hơn, ít thật hơn một chút. Đấy, nhìn nó đã có mảng miếng hơn. Và khi click sang các cái chế độ view khác nhau thì các bạn sẽ thấy đây các đường path của nó. Đây là ảnh gốc và ảnh đã được chay. Cái tính năng này nó sẽ dựa trên màu sắc của ảnh gốc là chủ đạo, sau đó là sẽ chay thành dạng vector. Tiếp theo chế độ bên dưới này, tôi sẽ thử nghiệm với cái chế độ đó là chay 3 màu. Đó, các bạn sẽ thấy khác hoàn toàn đúng không ạ? Màu sắc lúc này được tối giản trở lại thành 3 màu mặc định và màu ở đây là theo tông nâu. Khi lựa chọn vào, chúng ta kiểm tra các cái chế độ của nó. Đây các bạn sẽ thấy outline của nó đã ít đường nét hơn, ít mảng hơn, màu sắc cũng tối giản hơn. Và đây chính là ảnh gốc. Tiếp theo tôi sẽ thử nghiệm với cái chế độ màu 6 màu chẳng hạn. Click vào đây, các bạn sẽ thấy rằng là nó màu sắc của nó đã được chuyển đổi và gần giống như là cái màu của ảnh 3 màu, tuy nhiên là nhiều sắc độ hơn. Các bạn sẽ thấy mảng miếng nhiều hơn đúng không ạ? Tương tự như vậy, chúng ta view thử vào các cái outline của nó, chúng ta sẽ thấy đây chính là các đường outline, ảnh gốc và ảnh đã được chay. Tiếp theo bên này tôi sẽ sử dụng cái chế độ đó là 16 màu. Đây, lúc này màu sắc đã dựa trên cái ảnh gốc ban đầu. Các bạn sẽ thấy màu sắc của nó dựa trên cái màu ảnh gốc. Nhiều mảng hơn, nhiều chi tiết hơn, các đường nét cũng phức tạp hơn. Còn bên này chúng ta sẽ thử để chế độ đen trắng, chế độ gray, sắc độ xám. Đó, lúc này các bạn sẽ thấy các mảng màu cũng rất là tỉ mỉ, rất nhiều sắc độ. Tuy nhiên nó chỉ dựa trên sắc độ xám. Và nhìn xa thì chúng ta cũng sẽ cảm giác khó phân biệt với những bức ảnh pixel bình thường. Tôi sẽ copy thêm để chúng ta thử thêm một số tính năng khác. Và đương nhiên để những bức ảnh này trở về trạng thái ban đầu, tôi sẽ vào object này, image tray và release để trở về dạng ảnh bình thường. Nếu như tôi không muốn cái ảnh này được tray nữa, image tray release, nó sẽ trở lại trạng thái ảnh bình thường. Và với cái ảnh pixel này tôi sẽ tiếp tục các cái thao tác thử nghiệm với các chế độ màu khác nhau, ví dụ như là black and white. Cái này thì nó sẽ giống với cái chế độ mặc định ban đầu mà chúng ta đã thử làm, chế độ default, chế độ mặc định. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ thử nghiệm với chế độ màu chucky sheet art. Các bạn sẽ thấy nó na ná đúng không ạ? Nó na ná với cái chế độ default này, nó chỉ có sắc độ đen trắng mà thôi. Tiếp theo với chế độ khác nữa, đó là chế độ scene host, nó chỉ còn có mỗi hai mảng màu mà thôi. Thì tuy nhiên là tôi sẽ chuyển sang chế độ khác, light art. Đây, chế độ light art thì chúng ta sẽ thấy rằng nó chỉ còn nét, tuy nhiên là cái đường nét hoặc là khuôn mặt của nhân vật nó đã bị mất đi rất là nhiều, không còn giữ được cái đường nét chính nữa. Và cuối cùng, cái này tôi sẽ để chế độ Technical Drawing.
Nó gần giống với cái đa định dạng của Lie-art này. Như vậy là những bức ảnh này chúng ta đã thử nghiệm với các cái chế độ tray ảnh trong Illustrator với các cái thông số mặc định đã được cài đặt. Thế tuy nhiên là chúng ta cũng có thể sử dụng các tính năng tray ảnh này thông qua cái bảng điều khiển Image Tray để chúng ta có thể tham gia sâu hơn vào cái quá trình tray ảnh. Để chúng ta có thể bớt màu hoặc thêm màu. Cụ thể bảng Image Tray này chúng ta có thể lấy ở trong Windows Image Tray. Cái bảng này không có phím tắt cho nên khi chúng ta muốn lấy chúng ta bắt buộc phải vào trong Windows này. Và khi click chọn ảnh thì các cái thông số bên bảng Image Tray này mới xuất hiện. Chúng ta click vào ảnh này sẽ xuất hiện thông số Image Tray. Có một số các chế độ sau mà các bạn cần phải biết. Thứ nhất đó là chế độ tự động Auto Color. Thứ hai đó là chế độ nhiều màu sắc. Thứ ba là chế độ ít màu sắc. Thứ tư là chế độ cắt sắc sáng. Thứ năm là chỉ có đen và trắng. Và thứ sáu cuối cùng đó là chỉ có nét. Khi thay đổi chế độ thì các thông số ở bên dưới này cũng sẽ thay đổi theo cái chế độ được lựa chọn đó. Và khi chúng ta thay đổi chế độ chẳng hạn thì các bạn sẽ có thể click vào cái biểu tượng con mắt này để chúng ta quan sát hiệu quả và so sánh với cái ảnh gốc. Ví dụ bây giờ tôi sẽ sử dụng chính tính năng đó là tự động chẳng hạn. Đây là chế độ tự động. Thì khi click vào cái hình con mắt này, các bạn sẽ thấy rằng nó chuyển về chế độ ảnh gốc. Để tôi zoom to lên một chút. Khi click vào biểu tượng con mắt này, nhấn và giữ thì các bạn sẽ thấy nó trở về chế độ ảnh gốc để chúng ta có thể so sánh. Khi nhả ra thì nó sẽ trở thành chế độ ảnh đã được tray như này. Và trong quá trình chúng ta tray ảnh thì các bạn cũng có thể tham gia vào cái thao tác chỉnh sửa thông số màu hoặc là giảm bớt đường nét chẳng hạn. Ví dụ bây giờ tôi sẽ click vào cái chế độ đó là High Color chẳng hạn. Đây ở bên dưới này. Trong quá trình mà chúng ta tray ảnh, chúng ta click vào nút Preview ở dưới này, nó sẽ hiển thị ngay kết quả ở phía bên trái bên cái ảnh của chúng ta. Trong cái bảng tray này các bạn sẽ thấy thông số. Thứ nhất nó là chế độ High Color, chính là cái chế độ này mà chúng ta vừa lựa chọn. Tiếp theo View. Đó, các chế độ view tương tự với cái view ở trên này như chúng ta đã thao tác rồi. Ở dưới này nó là chế độ màu. Tất nhiên là với cái chế độ High Color thì nó đang là để cái chế độ nhiều màu sắc. Ở bên dưới này, cái này chính là cái mà chúng ta có thể lưu ý và điều chỉnh, đó chính là Color. Color đây chính là số lượng màu, nó thể hiện sự tỉ mỉ của màu sắc trong cái thanh Color, đồng thời là nó hiển thị ở phía bên ảnh của chúng ta. Nếu như chúng ta giảm số lượng màu này thì các bạn sẽ thấy lập tức nó hiển thị kết quả ngay bên trái, đúng không ạ? Đó. Nếu như trường hợp chúng ta giảm số lượng màu, ảnh của chúng ta cũng sẽ thay đổi theo. Còn nếu như chúng ta tăng số lượng màu lên thì đương nhiên là ảnh của chúng ta cũng sẽ tăng số lượng màu, nhiều màu hơn, nhiều màng hơn. Vậy thì nếu như chúng ta lựa chọn cái tính năng này, chúng ta cần lưu ý và đặc biệt là điều chỉnh cái thanh color này ít hoặc nhiều màu để đến mức độ nào đó mà chúng ta cảm thấy ưng ý. Bên cạnh đó, các bạn hãy click vào nút Advanced này để nó ra một số thông số khác. Các thông số ở đây thứ nhất là gì? Các thông số trong Advanced này đó là chúng ta có thể điều chỉnh các đường path này theo mức độ mượt, nghĩa là đơn giản, ít điểm hoặc là nhiều điểm hơn. Đây ví dụ các bạn, tôi sẽ zoom to lên cho các bạn xem nhé. Ví dụ bây giờ chúng ta để chế độ path, đường path là 2. Đó, thì các bạn sẽ thấy các đường path nó mấp mô hơn, nó nhiều sự uốn lượn hơn, hay nói khác nó nhiều điểm neo hơn. Nếu chúng ta click sang chế độ lao thấp thì các bạn sẽ thấy ngay hiệu ứng của nó, đó là các đường path ít điểm hơn và đơn giản hơn. Đó. Như vậy thì các bạn lưu ý một số các thông số van này để nếu như trường hợp chúng ta cần chỉnh sửa ảnh cho nó đơn giản và khúc chiết hơn thì chúng ta có thể giảm thông số ở trong cái đường pass này. Bên cạnh đó là cái phần corner. Corner chính là các cái góc bo thì các bạn cũng có thể điều chỉnh ở đây các cái góc bo tròn của các cái đường path.
bên trong cái ảnh tray này. Tuy nhiên là chúng ta thấy hiệu quả nó không rõ ràng lắm đúng không ạ? Đấy, rồi bắt đầu đã có sự khác biệt. Khi chúng ta tăng mạnh thì các cái corner này, các cái góc chuyển tiếp của các động tác này nó sẽ sắc hơn, nhọn hơn, hay nói một cách nó cũng thô hơn. Còn nếu chúng ta giảm đi thì các cái đường phát lúc này nó sẽ cong hơn và nổi hơn một tí. Đó, đơn giản hơn. Và dưới này nó là noise. Noise là độ nhiễu. Nếu như tăng lên thì hình ảnh của chúng ta, màu sắc của chúng ta nó cũng có sự thay đổi. Còn nếu chúng ta giảm xuống thì các bạn cũng thấy ngay hiệu ứng của nó. Đó, màu sắc bắt đầu thêm nhiều các điểm màu nhỏ nhỏ bên trong. Đó, như vậy là cái thông số trong bảng image tray nó tùy từng các chế độ mà nó sẽ có sự thay đổi khác nhau. Ví dụ như tôi đặt chế độ loud color chẳng hạn, các bạn cũng sẽ thấy nó tự động thay đổi các cái thông số trong advanced. Như vậy chúng ta cũng có thể tham gia điều chỉnh này này, ví dụ như này chẳng hạn. Chúng ta sẽ thấy số lượng màu ít đi này, các mảng màu cũng đơn giản hơn, nhìn trông nó cá tính và đồ họa hơn đúng không ạ? Tương tự như vậy, ví dụ như với cái chế độ đen trắng chẳng hạn, chúng ta cũng có thể điều chỉnh. Chúng ta cũng sẽ thể điều chỉnh các cái sắc thái, sắc độ tăng giảm để làm sao cho đối tượng của chúng ta đạt được đến một cái độ hiệu quả cao nhất, phù hợp với ý đồ của chúng ta. Ví dụ như này. Đấy, ví dụ như tôi thay đổi các thông số đây, hoặc tôi chế độ lựa chọn chế độ grayscale chẳng hạn. Tôi sẽ tăng giảm this, tôi sẽ giảm cái thông số bên phải này để cho nó ít sắc độ hơn. Đấy, cũng giảm cái số lượng, giảm cái đường tát đấy đi. Đó là chúng ta đã thử nghiệm với các cái tính năng trong image tray. Đối với những bức ảnh như thế này, sau khi đã tray xong, chúng ta muốn trở thành dạng vector để chúng ta có thể điều chỉnh. Nghĩa là biến đối tượng ảnh từ trạng thái bitmap thông qua thao tác tray để chúng ta trở thành đối tượng vector, thì các bạn sẽ click vào chọn ảnh, sau đó chúng ta vào hoặc vào expand trực tiếp trên thanh control ở đây như này, thì nó sẽ biến thành đối tượng vector bình thường. Hoặc là chúng ta có thể vào object, vào image tray và vào expand. Như vậy là chúng ta sẽ thực hiện cái lệnh biến ảnh đã được tray trở thành đối tượng vector, và lúc này nó sẽ xuất hiện các cái điểm neo cũng như là các đường path chúng ta có thể trực tiếp tham gia để chỉnh sửa bằng công cụ chuột trắng chẳng hạn. Hoặc là chúng ta có thể thay đổi màu. Ví dụ bây giờ những bức ảnh này sau khi đã được expand, nó đang được group với nhau mà tôi muốn thao tác chỉnh sửa màu sắc với ảnh này chẳng hạn, thì tôi sẽ lựa chọn cái ảnh này. Sau đó là tôi sẽ click đúp trực tiếp vào ảnh, click đúp để nó xông vào group. Và lúc này tôi có thể vẫn với công cụ chuột đen, nhưng tôi có thể lựa chọn được các mảng màu, từng mảng màu một chẳng hạn. Và ở đây để thay đổi màu sắc sang một cái màu sắc của riêng tôi, hoặc là tôi muốn thay đổi màu theo ý của tôi chẳng hạn, tôi muốn đổi sang tông khác. Ví dụ như này, tôi sẽ copy cái ảnh này ra thành hai bản để chúng ta so sánh. Ví dụ như này, cái ảnh đã được chơi, tôi click đúp vào. Sau đó tôi vào trong group, tôi sẽ lựa chọn màu. Lúc này các bạn sẽ thấy trong bảng color nó sẽ hiển thị cái màu cũng như là thông số màu của cái màu này. Vậy thì tôi sẽ lựa chọn màu. Thay vì việc là chúng ta click và giữ shift để chọn các mảng màu hoặc là từng mảng màu nhỏ, nó như thế rất mất thời gian. Ví dụ như này chẳng hạn thì rất mất thời gian. Thứ hai, nó rất dễ bị sót hoặc không chính xác. Vậy thì tôi sẽ chỉ cần chọn một mảng màu, sau đó tôi vào select, same và lựa chọn chế độ fill color. Lập tức nó sẽ chọn cho tôi tất cả những mảng màu cùng màu với nhau đây. Và tôi có thể thay đổi sang một cái tông màu nào đấy mà tôi cảm thấy thích chẳng hạn.
Ví dụ bây giờ tôi sẽ để sang trên màu sắc này chẳng hạn. Dưới màu này tôi sẽ chọn select same fill color và tôi sẽ chuyển sang cái sắc xanh chẳng hạn. Màu này select same fill color và tôi chuyển sang cái màu như này. Còn một màu này nữa tôi sẽ select same fill color và tôi sẽ chuyển sang một cái màu trung gian, trung tính hơn. Ví dụ dựa trên cái sắc màu hồng này thì tôi sẽ vào bảng color guide để tôi tìm một cái màu trung tính hơn một tí. Ví dụ như này. Đây, ok. Đấy, như vậy là tôi đã đổi được màu cho cái bức ảnh của tôi. Cái màu này hơi sáng. Cái màu này hơi sáng, tôi sẽ đổi sang một màu khác trầm hơn một tí. Sang sắc hồng. Có thể tăng độ sáng lên dụ để 10% thôi. Ok. Đó, như vậy là tôi vừa cho ảnh xong. Tôi expand ra nó trở thành ảnh vector và tôi đổi màu để tạo sự thay đổi về màu sắc theo ý tôi muốn. Sau khi chơi xong bức ảnh cũng như là đổi màu theo ý chúng ta muốn thì chúng ta có thể ứng dụng nó vào trong việc đó là in áo phông như này chẳng hạn. À, giả dụ như các bạn có thể tự chơi cái bức ảnh chân dung của chính mình. À, sau đấy là các bạn in vào mẫu áo phông. In vào một chiếc áo phông trắng như thế này làm thành cái áo chúng ta. Nó như thế thì nó rất là hay đúng không ạ? À, hoặc là chúng ta còn có thể tạo thêm chữ. À, ví dụ như là hoặc là chúng ta có thể gõ thêm chữ chẳng hạn, thiết kế cũng như là chúng ta sắp xếp vào đây, ví dụ như này. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong về thao tác chơi ảnh trong Illustrator. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở những bài sau.